Xin kính chào chị em, anh em và các bạn Đây là chiếc đồng hồ dành cho cả hai giới Hay chúng ta còn gọi là Unisex à, Chiếc đồng hồ này là của hãng Enven Swiss Thương hiệu Thụy Sĩ Đấy các bạn nhìn thấy trên đỉnh ốc 12 giờ không? Đấy, người ta in chìm ở phía trong cái kính ấy. Đây là đồng hồ Solatech Tức là đồng hồ từ nhận năng lượng Và sau đó là vào pin, sau đó chạy như vậy một quả pin từ nạp năng lượng này thì thường là là nó sẽ tồn tại được khoảng 75 năm đây chạy liên tục còn nếu không chạy liên tục thì nó có thể được lâu hơn chiếc à, đồng hồ thì do là cái 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 mặt của nó đây này cái cái mặt số của nó là phần xuyên ánh sáng nên người ta thiết kế theo bộ màu hơi đen đấy chúng ta sẽ cảm nhận những màu hơi đen ba kim của đồng hồ cũng như là các chấm chỉ giờ có phủ dạo quang sáng và vấn lên góc bao giờ là có lịch ngày đồng hồ thân thép à, dây thép à, dường như là mạ à, platin thì phải à, mạ gì nhỉ ừ. mình nhớ lại cái đấy gọi là cái gì nhỉ à, mạ mạ à, hợp kim titan thì phải đấy bao giờ titan nó có màu hơi tối đấy nhưng mà nó bền và nó chống sức khá là tốt Chiếc đồng hồ chúng ta tổng quan thì mới khoảng 90% hoặc chơi 90% một chút Ở Viền tròn này kích thước là 34mm 34mm thì uh, theo mình thì đeo cho nam và nữ đều được Nam tay vừa vừa hoặc nhỏ Nữ thích đeo to một chút thì đeo được đều đeo được Đây là chiếc uh, Enven Swiss với cái model là Shell uh, 888 đây đồng hồ chúng ta đây để mình uh, mình mang vào tay cho mọi người nhìn nhé tay mình cỡ khoảng xúc xỉ 17.5 cm chu vi của tay đây mình đã mang vào tay rồi đấy mình đeo thì thì mình thấy rằng là vừa vặn hồ là vừa vặn Đúng. còn uh, chị em hoặc anh em cứ có cổ tay khoảng 16.5 đến 17.5 thì theo mình đeo là đều hợp cả cảm ơn các bạn đã xem video nhé